15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, con giáp này trùng số giàu sang đổi đời, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều mang trong mình một lá số tử vi khác nhau. Có người thời điểm trước gặp rất nhiều may mắn, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống nhẹ nhàng, sung sướng mà vẫn giàu sang, phú quý đủ đầy. Nhưng cũng có những người lại chẳng có gì trong tay, làm đến đâu tiêu hết đến đó, cuộc sống nghèo khổ, đeo bám đến tận bây giờ. Khi xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021, đặc biệt là thời điểm 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, vận số của ba con giáp này thay đổi đến bất ngờ, may mắn cứ liên tiếp kéo đến, xếp hàng trước cửa, giàu sang nứt vách. Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào. Các con giáp sẽ nhận được may mắn gì trong khoảng thời gian sắp tới? Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Là tuổi Thìn. Tử vi tháng 6 âm lịch dự báo, mệnh chủ tuổi Thìn có thể đạt được những bước phát triển đột phá trong 15 ngày đầu của tháng. Song để có thể được như vậy thì chính bản thân tuổi Thìn cần phải đối mặt thật nhiều, cố gắng, không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào vận may hay nhờ người khác giúp đỡ. Con đường công danh của bản mệnh có thể đạt được những bước tiến đáng mừng nhờ có sự trợ giúp của quan đới. Bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương cho chính mình. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm quan đới khuyên tuổi Thìn trong thời gian này hãy nên đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho sự nghiệp của mình, rồi cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Hãy luôn làm việc một cách khoa học, giải quyết việc quan trọng trước, chuyện lặt vặt thì xếp về sau. Như vậy, bản mệnh mới có thể hoàn thành đúng tiến độ công việc. Chuyện làm ăn cũng sẽ thu được một khoản lời lãi nhất định. Cốt là bản mệnh cần phải tập trung. Trong 15 ngày này, khó khăn cũng xuất hiện, cho nên bản mệnh cần tự động viên mình, cố gắng, chứ không nên bỏ dở giữa chừng. Nếu bỏ dở công việc giữa chừng, công sức của bản mệnh sẽ có xu hướng đổ sông, đổ bể. May mắn nhờ có thái âm cát tinh xuất hiện, đây là dấu hiệu cát lành cho bản mệnh, đặc biệt là với nữ giới. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân phù trợ cho công việc thêm phần thuận lợi. Những nhiệm vụ tưởng chừng bế tắc trước đây bỗng chốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên lơ là tác hại của âm sát. Gia chủ có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân bất cứ lúc nào, đó là những kẻ ghen tị với thành công của bản mệnh. Họ sẽ tìm cách kéo thụt lùi sự phát triển của tuổi Thìn. Trước lời nói ngon ngọt hoặc rủ rê lôi kéo của người không quá thân thiết, bản mệnh cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, chớ vội vàng kẻo rơi vào bẫy. Tử vi còn cho thấy trong đầu tháng này, chuyện tình duyên của mệnh chủ tuổi Thìn không có nhiều biến động đáng kể. Mối quan hệ lứa đôi vẫn gặp phải nhiều vấn đề chưa giải quyết nhanh chóng. Hai người dường như đều quá bướng bỉnh nên không thể lo lắng nghe người khác. Tuy nhiên, những mệnh chủ độc thân lại có nhân duyên khá tốt nhờ có thái âm cát tinh nâng đỡ. Bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình trong công việc. Vì vậy, nếu có thiện cảm với ai, bản mệnh có thể chủ động kéo gần khoảng cách với người đó. Hai người có triển vọng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó,
tình hình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thìn cũng không gặp vấn đề gì đáng lo ngại trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để gặt hái được thành công. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không thể coi thường những vấn đề về sức khỏe. Bản mệnh không nên làm việc quá sức, sinh hoạt không điều độ, khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc, đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực. Đặc biệt, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm còn được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của mệnh chủ tuổi Tỵ cho thấy 15 ngày đầu của tháng là khoảng thời gian rất may mắn đối với mệnh chủ tuổi Tỵ. Nhiều cơ hội đến với bản mệnh giúp vận trình có khởi sắc rõ rệt. Quan trọng là bản mệnh có chấp nhận đánh đổi sự vất vả để đạt được thành công hay không. Sự nghiệp của bản mệnh trong thời gian này sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, nhiều có tam hội phù trợ. Những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ, thậm chí bản mệnh còn được quý nhân định hướng cho hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp cũng chứng tỏ bản mệnh sẽ được nhiều người nâng đỡ, dù gặp phải khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên bản mệnh hãy tự tin và ý thức được đâu là điểm mạnh của mình để có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Tuổi Tỵ là người có tài năng, nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn trong việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, khó khăn thì ắt gặt hái được thành công, đáng mong đợi. Ngoài ra, trong thời điểm này, dưới ảnh hưởng của dịch mã, bản mệnh có thể sẽ phải di chuyển đi đây, đi đó khá nhiều. Song nhờ vậy mà học hỏi được càng nhiều kinh nghiệm và nắm bắt càng nhiều thời cơ. Bản mệnh càng nhiệt tình bao nhiêu, cống hiến nhiều bao nhiêu thì càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Đừng nên so đo, tỉ nạnh với người khác, hãy tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Tuổi Tỵ sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương đáng quý. Vận trình tài lộc trong thời điểm này của tuổi Tỵ cũng có khởi sắc đáng kể, nhờ có tam hội tác động. Bản mệnh có thể nhanh chóng mở rộng các mối khách hàng, đối tác của mình, tìm thấy những con đường phát triển mới. Bản mệnh đừng ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới. Lúc ban đầu có thể sẽ băn khoăn, bối rối, nhưng nếu khắc phục được thì mọi việc sẽ thuận lợi, bất ngờ. Đồng thời, mục dục khuyên những người còn trẻ tuổi hoặc thiếu kinh nghiệm, chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu. Để có những bước tiến vững chắc, gia chủ tuổi Tỵ cần dành thời gian để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực mà mình quan tâm, gặp khó khăn cũng chớ vội đầu hàng, cũng như đừng cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài. Hãy xác định rõ ràng mục tiêu cho mình để có chí hướng phấn đấu. Tử vi nửa đầu tháng 6 âm lịch còn cho thấy chuyện tình cảm của gia chủ có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Ngũ hành tương sinh chứng tỏ hai người sẽ được tận hưởng quãng thời gian ở bên nhau ngọt ngào. Sự bao dung thấu hiểu khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng thêm bền chặt. Với người chưa có đôi có cặp, dưới ảnh hưởng của cục diện tam hội, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Tuy nhiên, đây sẽ là khoảng thời gian khá vất vả đối với tuổi Tỵ, bởi bản mệnh phải bôn ba, cạnh tranh nhiều thì mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy tuổi Tỵ phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh nên nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Đặc biệt trong thời gian này, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Tỵ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Dần. Tử vi năm 2021 có điểm báo nửa đầu tháng 6 âm lịch là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với mệnh chủ tuổi Dần. Dưới sự ảnh hưởng tích cực của nguyên lệnh Lâm Đế Vượng, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội hiếm có, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Thời điểm này, các mệnh chủ làm lãnh đạo thường nhận được nhiều sự kính trọng, ngưỡng mộ của cấp dưới. Bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp cho công ty vượt qua được một giai đoạn khó khăn, thậm chí tìm ra được hướng đi mới phù hợp. Nhưng mệnh chủ làm công ăn lương không có cơ hội để khẳng định điểm mạnh của mình với tập thể. Mệnh chủ không nên e ngại, hãy mạnh dạn hơn trong việc thể hiện ý kiến cá nhân. Rất có thể, mệnh chủ sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Đây chính là cơ hội để tuổi Dần được thăng quan, tiến chức hoặc ít nhất cũng được thưởng nóng, tăng lương. Tuy thành công rực rỡ là vậy, song bản mệnh cũng chớ nên lấy đó làm cái cớ để kiêu ngạo. Thiên hình hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ đợi bản mệnh nóng nảy, hành xử bất cẩn là có thể vướng phải rắc rối bất cứ lúc nào. Cho nên bản mệnh cần khiêm tốn hơn trong lối cư xử với mọi người, làm việc gì cũng nhớ tuân theo nguyên tắc của tập thể, không nên bất chấp mọi giá để đạt được thành công, kẻo sẽ gây tai họa, vướng vào chuyện thị phi. Xem tử vi còn thấy trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể được thưởng nóng nhờ những cống hiến trong công việc thời gian này. Nhưng mệnh chủ làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể nhận được lãi từ mối đầu tư trước đó. Thậm chí, mệnh chủ còn nhanh chóng tìm được những nguồn khách hàng, đối tác mới đầy triển vọng để có thể mở rộng làm ăn. Tuổi Dần làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội được thưởng nóng, cốt là bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Quá trình làm việc có thể hơi vất vả một chút, nhưng bản mệnh hãy cứ xông xáo, chủ động thì sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn, thậm chí còn ngoài mong đợi. Tuy nhiên, tiểu hao xuất hiện nhắc nhở bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong các hoạt động xã giao hoặc cho các nhu cầu hàng ngày. Bản mệnh chớ nên nghĩ mình có tiền mà tiêu xài phung phí, hãy chỉ dành một khoản vừa phải cho các nhu cầu trong cuộc sống. Đồng thời trong đầu tư, dù làm ăn có lãi nhưng bản mệnh cũng chớ nên đầu tư bất chấp. Hãy dành thời gian đánh giá xem đâu là cơ hội phù hợp với mình. Đừng chạy theo những điều viển vông hoặc ham làm giàu, phi pháp. Ngoài ra phương diện tình cảm thời gian này có tốt có xấu, tùy thuộc vào cách ứng xử của tuổi Dần. Các cặp đôi trẻ có thể nhận được tin vui về con cái hoặc nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. May mắn tình hình sức khỏe của tuổi Dần khá ổn định trong suốt khoảng thời gian này. Có thể những tín hiệu đáng mừng trong tình duyên và sự nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh cho bản mệnh, khiến bản mệnh luôn cảm thấy ngập tràn khí thế, sẵn sàng thử thách bản thân. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà quên đi mất rằng cơ thể cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ, rèn luyện sức khỏe. Như vậy thì bản mệnh mới có sức lực để bắt tay và làm mọi việc mà mình muốn. Bên cạnh đó, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển, thế gia cát khuyên mệnh chủ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ xua đuổi hung tinh, vận hạn, luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh.
Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Trên đây, kinh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về những con giáp may mắn trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.